Chúng ta sẽ đến với trận đấu tranh đai ở hạng 65kg nam, và đây cũng là trận đấu thứ hai diễn ra giữa hai câu lạc bộ Việt Nam Top Team và Usuking. Những người có miếng đánh trái ngược nhau. Điều đó đã được thể hiện trong những chiến thắng ở vòng loại cũng như tứ kết và bán kết vừa qua, khi Xuân Anh có cú đấm sở trường của Nghiêm Văn Ý. Nghiêm Văn Ý đến từ câu lạc bộ Usuking, và võ sĩ này đã có được những chiến thắng bằng knockout kỹ thuật. Trong khi đó thì Xuân Anh đến từ Việt Nam Top Team và đã có những chiến thắng, cả ba chiến thắng của anh qua ba trận đấu vừa qua đều bằng submission. Đang cố gắng để tạo ra một tình huống khóa xiết và thách đào, tuy nhiên Xuân Anh vẫn chưa làm được điều đó. Trong khi đó thì Nghiêm Văn Ý vẫn đang cố gắng chống đỡ trong một tình huống mà đối thủ của anh rất mạnh trong những tình huống grappling và khóa xiết. Cả hai vẫn đang tạo ra một tình huống ôm ghì và chưa có thể một tình huống rõ ràng nào. Văn Ý đã thoát ra và ngay lập tức là những miếng đánh sở trường. Xuân Anh cố gắng để tạo ra một tình huống grappling. Xuân Anh đang tấn công với những đòn thế bằng tay. Đòn thế bằng tay của Văn Ý là rất mạnh. Trong những tình huống tấn công dưới sàn như thế này thì Xuân Anh rõ ràng là người có lợi thế hơn. Đó là một tình huống mà trong quá trình phòng ngự thì Văn Ý đã có được một tình huống đặt chân chính xác vào vùng mặt của Xuân Anh. Chưa thể có được một tình huống khóa xiết cụ thể đến từ Xuân Anh. Huy chương đồng ASEAN môn tán thủ năm 2018, Nghiêm Văn Ý có lẽ là đã tập luyện rất nhiều trong những tình huống thoát grappling như thế này, những tình huống khóa xiết như thế này. Đó là một đòn trỏ chính xác của Xuân Anh. Võ sĩ ở góc đài màu xanh đang có được lợi thế. Lên màu, và bây giờ thì lợi thế rõ ràng dành cho võ sĩ ở góc đài màu xanh. Vẫn phải chờ đợi cơ hội trong một tình huống mà Văn Ý vẫn đang cố gắng để có được phòng thủ và hạn chế đi những đòn tấn công đến từ Xuân Anh. Thời gian của hiệp thi đấu thứ nhất vẫn còn nhiều, và đó là lợi thế cho Xuân Anh có thể tạo ra được một tình huống knockout khi mà anh đang có một tình huống lợi thế ở phía trên. Pha lên màu chính xác đến từ Xuân Anh. Những đòn trỏ rất đặng đến từ Xuân Anh, round and round. Văn Ý đang cố gắng để thoát ra. Chưa có được một biện pháp cụ thể nào đến từ Văn Ý để có thể hạn chế đi những tình huống mà đối phương có thể tạo ra được những đòn thế round and round. Rất nhanh chóng. Khi mà Xuân Anh đang chờ đợi cơ hội thì Văn Ý đã thoát ra. Rõ ràng là với một kiện tướng Jiu-Jitsu như là Xuân Anh thì anh vẫn chờ đợi cơ hội của mình. Cố gắng để áp sát để tạo ra được một tình huống thực hiện một cú grappling. Tuy nhiên thì bây giờ thì Xuân Anh vẫn chưa tạo ra được một tình huống cụ thể nào. Văn Ý vẫn đang chống đỡ. 10 giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất.
đã tạo ra được một tình huống khóa tam giác, đã một tạo ra một tình huống khóa vai. Tuy nhiên thì thời gian là không đủ cho Xuân Anh có thể thực hiện được một tình huống submission. Rất đáng tiếc, nếu như thời gian còn nhiều hơn khoảng 2 đến 30 giây nữa thôi thì có lẽ Xuân Anh sẽ là người có được chiến thắng bằng submission. Một tình huống khóa tam giác đã được tạo ra. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi những hình ảnh đẹp nhất sẽ được chiếu lại để chúng ta cùng theo dõi xem hiệp đầu thi đấu đã qua, ai là người có được lợi thế hơn. Rõ ràng là trong hiệp thi đấu thứ nhất chúng ta đã được chứng kiến những miếng đánh sở trường của cả hai võ sĩ. Trong khi Nghiêm Văn Ý là người tạo ra được những đòn thế bằng tay nhiều hơn. Và độ chính xác của những đòn thế này cũng là tương đối cao. Một võ sĩ đã từng giành tấm huy chương đồng ASEAN môn tán thủ năm 2018. Trong khi đó thì Trịnh Xuân Anh, một kiện tướng Jiu-Jitsu, đã có được một những đòn thế grappling. Và ở cuối hiệp 1, nếu như thời gian còn nhiều hơn thì rõ ràng đó là một chiến thắng submission dành cho Xuân Anh. Chúng ta cũng đến với hiệp thi đấu thứ hai. Đấm thẳng tay sau rất chính xác của Văn Ý. Tiếp tục là một đòn đấm thẳng tay sau nữa. Bây giờ thì Xuân Anh đang cố gắng để áp sát. Cú đấm bằng tay trái chính xác đến từ Văn Ý. Rất nhiều những đòn thế bằng tay đã được thực hiện bởi võ sĩ ở góc đài màu đỏ. Lợi thế của anh, một tán thủ. Xuân Anh vẫn đang cố gắng ôm ghi và sau đó tạo ra một tình huống takedown. Đẩy võ sĩ đối phương xuống sàn. Đó là chiến thuật mà Xuân Anh đang cố gắng để tạo ra. Khởi đầu hiệp thi đấu thứ hai đầy hứng khởi, tuy nhiên Văn Ý đang phải cố gắng để thoát ra trong sự kìm kẹp của Xuân Anh. Võ sĩ mạnh hơn trong nội dung grappling đang cố gắng để takedown đối phương. Rất mệt. Trong những tình huống ôm ghi và khóa siết thì các võ sĩ của chúng ta sẽ bị mất thể lực rất nhiều. Cố gắng lên gối đến từ Xuân Anh. Đã đưa đối phương xuống sàn thi đấu, tuy nhiên thì Văn Ý vẫn thoát ra. Văn Ý đã thoát ra được trong tình huống vừa rồi. Rõ ràng là một cú lên gối chính xác đến từ Văn Ý. Cú gối thẳng chính xác của Văn Ý. Xuân Anh đang rất mệt. Xuân Anh đang rất mệt. Trong khi Văn Ý vẫn còn rất sung lực, rất sung mãn. Cú đấm thẳng tay sau bằng tay phải chính xác của Xuân Anh. Thời gian của hiệp thi đấu thứ hai vẫn còn rất nhiều. Cố gắng hai kích. Sàn đấu đang rất trơn và Văn Ý sẽ phải đề phòng với những cú hai kích vừa rồi. Những cú hai kích đó sẽ khiến cho anh mất trụ và ngã xuống sàn. Và đó là cơ hội mà Xuân Anh đang chờ đợi. Body kick nữa. Hai cú body kick chính xác đến từ Nghiêm Văn Ý. Rất nặng. Những cú body kick rất nặng đến từ Nghiêm Văn Ý. Xuân Anh đang rất mệt sau những tình huống ôm ghi. Thể lực của anh đã bị tiêu hao đi rất nhiều. Trong khi đó thì Nghiêm Văn Ý vẫn còn sung mãn. Takedown thành công. Một cú takedown rất đẹp mắt đến từ Nghiêm Văn Ý. Trong tình huống mà võ sĩ đang nằm sàn vừa rồi,
Nhưng Văn Ý đã có một cú đá vào vùng đầu. Đó là những miếng đánh không hợp pháp, những miếng đánh không hợp lệ trong MMA. Trọng tài đang phải nhắc nhở đối với Nghiêm Văn Ý với tình huống vừa rồi. Rất may là trong tình huống thực hiện cú đá phạm luật vừa rồi thì điểm đến của nó đã không dính vào phần đầu của Xuân Anh. Cú body kick nữa đến từ Nghiêm Văn Ý. Sau khi nhận thấy với những cú high kick của mình, sàn đấu trơn sẽ khiến cho anh mất trụ thì Nghiêm Văn Ý đang thực hiện những cú body kick. Cú body kick của Nghiêm Văn Ý là rất nặng. Cú uppercut không chính xác. Đòn tay và chân là những miếng đánh sở trường của những võ sĩ tập luyện bộ môn tán thủ. Đặc biệt là với Nghiêm Văn Ý, người đã có được 2 chiến thắng knockout bằng kỹ thuật. Cố gắng áp sát và tạo ra một tình huống ôm ghi để có thể chờ đợi những cơ hội của mình. Áp sát và ôm ghi, đó là những miếng đánh mà những võ sĩ grappling, những võ sĩ đánh nằm thường xuyên thực hiện. Quét trụ thành công và đã có một tình huống takedown đến từ Xuân Anh. Lên màu trong một tình huống mà Xuân Anh đã takedown được Nghiêm Văn Ý. Bây giờ anh đang cố gắng tạo ra những đòn thế ground and pound. Thời gian là 30 giây. 30 giây nữa để Xuân Anh có thể tận dụng được lợi thế này. Một tình huống lên màu của Xuân Anh. Thể lực cũng đã suy giảm đi rất nhiều, khiến cho Xuân Anh đang cố gắng để tạo ra một tình huống armbar. Tuy nhiên 10 giây cuối cùng, chỉ còn 10 giây nữa thôi. Không đủ thời gian để Xuân Anh có thể tạo ra được một tình huống submission. Với những tình huống ở cuối hiệp thi đấu thì Xuân Anh lại thường xuyên có được những pha khóa xiết. Và vừa rồi rất may cho Nghiêm Văn Ý, một tình huống armbar không được tạo ra. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp nhất, những diễn biến hấp dẫn nhất trong hiệp thi đấu thứ hai vừa qua. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với trận đấu ở hiệp thi đấu thứ 3. Hai hiệp thi đấu thứ nhất và thứ hai vừa qua đã chứng kiến được những lợi thế của cả hai võ sĩ. Hiệp đấu thứ nhất đó là một ưu thế dành cho Xuân Anh. Thì hiệp đấu thứ hai đó là những cú body kick chính xác đến từ Nghiêm Văn Ý đã có cho võ sĩ ở góc đài màu đỏ được một lợi thế. Cố gắng áp sát đến từ Xuân Anh. Ở trong trận đấu đầu tiên của vòng chung kết này, chúng ta đã được chứng kiến của Phạm Văn Nam rất nặng. Sau một cú low kick thì vừa rồi là một cú đấm thẳng tay sau chính xác nữa của Nghiêm Văn Ý.
Võ sĩ ở góc đài màu đỏ đang có được lợi thế. Rõ ràng là Nghiêm Văn Ý là một striker thực thụ với những miếng đánh sở trường của mình là bộ môn kickboxing. Trong khi đó thì Xuân Anh vẫn đang chờ đợi cơ hội để có thể đưa đối thủ của mình xuống sàn thi đấu. Đấm thẳng tay sau nữa đến từ Nghiêm Văn Ý. Chưa vội áp sát để tạo ra được cú thích đào, Xuân Anh vẫn đang chờ đợi cơ hội và dồn ép đối thủ của mình về phía lồng bát giác. Các võ sĩ của chúng ta trong 26 giây vừa qua đã không tung ra được một đòn thế và trọng tài đã phải nhắc nhở đối với cả hai võ sĩ. Chờ đợi cơ hội, đây là hiệp thi đấu thứ 3. Và không ai muốn dính vào một đòn thế tấn công nguy hiểm đến từ đối phương. Đây đã là hiệp thi đấu thứ 3 rồi. Đấm thẳng tay sau có sức nặng đến từ Nghiêm Văn Ý. Spinning back kick. Một cú đá xoay, một cú đá xoay đến từ Nghiêm Văn Ý. Những vị huấn luyện viên đến từ Usu King đang đưa ra những lời khuyên cho cậu học trò của mình. Rõ ràng là những đòn thế, những cú low kick rất nặng như vừa rồi sẽ là miếng đánh mà Nghiêm Văn Ý có thể thực hiện. Nhưng Xuân Anh vẫn đang bản lĩnh. Đây là một võ sĩ tập rất nhiều bộ môn, trong đó có cả kickboxing, boxing và cả jujitsu. Sự chủ động, tự tin đến từ Xuân Anh đang dồn ép đối thủ. Trong khi đó thì Nghiêm Văn Ý đang rất khó có thể ra được những miếng đánh sở trường bằng chân khi mà sàn thi đấu của chúng ta đang có vẻ bị trơn. Với những võ sĩ đánh đứng thì, với những võ sĩ striking thì rõ ràng là sàn đấu trơn sẽ là một sự thiệt thòi đối với họ. Hai cú đấm thẳng tay sau đến từ Nghiêm Văn Ý. Võ sĩ ở góc đài màu đỏ đang hạn chế những cú đá của mình. Rất dễ rơi vào tình huống mất trụ và khi nằm xuống sàn thì đó là cơ hội cho Xuân Anh. Võ sĩ ở góc đài màu xanh của chúng ta vẫn đang chờ đợi cơ hội và chưa có miếng đánh nào trong những phút vừa qua của Xuân Anh về phía Nghiêm Văn Ý. Trọng tài đã nhắc lần thứ hai đối với cả hai võ sĩ của chúng ta đã không có nhiều những tình huống nào tấn công. Đây là những vị huấn luyện viên và những đồng môn của Xuân Anh ở Việt Nam Top Team. Cú overhand chính xác của Nghiêm Văn Ý rất nhanh, sự áp sát đến từ Nghiêm Văn Ý, nhưng trong tình huống mà sàn đấu rất trơn, Xuân Anh đã rất may cho Xuân Anh trong tình huống vừa rồi. Thời gian thi đấu của hiệp thi đấu thứ 3 chỉ còn hơn 10 giây nữa thôi. Chưa có nhiều cơ hội. Hiệp thi đấu thứ 3 chưa có nhiều cơ hội và những miếng đánh đến từ cả hai võ sĩ của chúng ta. 10 giây cuối cùng. Và như vậy là hiệp thi đấu thứ 3 đã kết thúc. Hiệp thi đấu mà cả hai võ sĩ của chúng ta cho thấy sự dè chừng và họ cùng chờ đợi. Bởi quãng đường còn lại là còn 2 hiệp đấu nữa, 10 phút thi đấu trong tổng cộng 2 hiệp thi đấu. Đó là quãng đường rất dài.
Và chúng ta sẽ cùng điểm qua những hình ảnh đã diễn ra trong hiệp thi đấu thứ 3. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hiệp thi đấu thứ 4. Hiệp thi đấu áp chót diễn ra ở hạng cân 65kg nam, diễn ra giữa hai võ sĩ Nghiêm Văn Ý và Trịnh Xuân Anh. Đây là một cuộc chiến cân tài cân sức. Những đại diện ưu tú nhất của hai câu lạc bộ Việt Nam Top Team và Ủ Xu Kinh. Tiếp tục là sự dè chừng đến từ cả hai võ sĩ, cố gắng tạo ra một cú body kick đến từ Nghiêm Văn Ý. Cú đấm thẳng tay sau chính xác bằng tay phải của Nghiêm Văn Ý. Đó là những miếng đánh sở trường của võ sĩ đã thành danh trong bộ môn tán thủ. Trong tình huống vừa rồi, nếu như sàn đấu không trơn thì rõ ràng đó là một cú đá hết kích chính xác của Nghiêm Văn Ý. Rất may cho Xuân Anh là sàn đấu rất trơn. Cú đấm vòng nữa đến từ Nghiêm Văn Ý. Những miếng đánh sở trường của võ sĩ này đang được thể hiện. Xuân Anh vẫn đang lầm lũi, chưa có sự vội vã đến từ võ sĩ ở góc đài màu xanh. Anh vẫn đang lầm lũi dồn ép đối thủ về góc võ đài. Trước một đối thủ nặng ký như là Nghiêm Văn Ý thì rõ ràng Xuân Anh hết sức dè chừng, cố gắng tạo ra một cú low kick nhưng Xuân Anh đã phòng thủ thành công. Rõ ràng là ngoài những miếng đánh grappling của mình thì Xuân Anh cũng là võ sĩ đánh striking rất tốt. Cú đấm bằng tay trái chính xác của Nghiêm Văn Ý. Sau trận đấu này chúng ta sẽ có hai trận đấu rất đáng chú ý nữa. Đó là trận đấu diễn ra giữa Nguyễn Trần Duy Nhất và Nguyễn Tiến Long. Và trận đấu cuối cùng sẽ là trận đấu giữa Trần Quang Lộc và Nguyễn Văn Camille. Đó đều là những trận đấu hấp dẫn nhất. Đó đều là những trận đấu được chờ đợi nhất tại vòng chung kết Lion Championship 2022. Trở lại với trận đấu thì cả hai võ sĩ của chúng ta vẫn đang chờ đợi cơ hội. Chưa có nhiều những miếng đánh khi mà thời gian đã trôi qua được gần nửa trong hiệp thi đấu thứ 4 này. Cú đấm thẳng tay sau chính xác của Xuân Anh. Cố gắng tạo ra một cú đấm mọc đến từ võ sĩ ở góc đài màu xanh. Văn Lý vẫn đang chờ đợi cơ hội. Đó là một cú đấm thẳng tay sau chính xác bằng tay phải. Xuân Anh cũng cho thấy mình là một striker thực thụ. Đòn tay của Xuân Anh đầy sức nặng. Tiếp tục là một đòn thế bằng tay trái nữa chính xác. Một cú đấm thẳng tay sau chính xác của Xuân Anh. Không còn thấy những hình ảnh của một võ sĩ, một kiện tướng Jiu-Jitsu nữa. Bây giờ thì anh đã trở lại với những đòn đánh bằng tay đầy sức nặng. Rõ ràng đây là một võ sĩ rất
toàn diện của Việt Nam Top Team. Cố gắng tạo ra những cú thọc. Nguyễn Văn Ý vẫn đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi những sơ hở đến từ Xuân Anh. Cú overhand, cú đá đẩy đó sẽ có đầy sức nặng. Những cú đá đẩy đó sẽ khiến cho đối phương sẽ gặp phải những tổn thương. Đó là những miếng đánh trong bộ môn tán thủ. Một cú đấm bằng tay trái chính xác của Nghiêm Văn Ý và đầy sức nặng. Cần nhiều hơn những cú low kick như vậy. Xuân Anh vẫn đang lầm lũi. Bản lĩnh của võ sĩ này là rất tốt. Thời gian của hiệp thi đấu thứ tư không còn nhiều. Mười giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ tư. Những cú đá đẩy vào trong trường hợp này là hợp lý khi mà sàn đấu đang rất trơn. Và đó là tình huống cuối cùng của hiệp thi đấu thứ tư. Hiệp thi đấu mà Nghiêm Văn Ý tiếp tục cho thấy những lợi thế của một striker. Trong khi đó đối thủ của anh Xuân Anh cũng đang cố gắng để tạo ra những đòn thế bằng tay. Và đó là một võ sĩ thực sự toàn diện đến từ câu lạc bộ Việt Nam Top Team. Và chúng ta sẽ cùng điểm qua những hình ảnh hấp dẫn nhất ở trong hiệp thi đấu thứ tư vừa rồi. Xứng đáng là trận đấu chung kết được chờ đợi khi chúng ta sẽ phải bước vào hiệp thi đấu thứ 5. Cả hai võ sĩ của chúng ta ngang tài ngang sức. Mặc dù thuộc hai trường phái đánh khác nhau, thuộc hai trường phái thi đấu đối ngược nhau, tuy nhiên cả hai võ sĩ của chúng ta đang cho thấy sự hấp dẫn. Trong võ thuật tổng hợp thì không chỉ những võ sĩ có lối đánh giống nhau sẽ tạo ra những trận đấu hấp dẫn mà chúng ta đang được chứng kiến. Cả hai võ sĩ của chúng ta đang tạo ra một không khí sôi nổi trên các khán đài tại quảng trường biển Grand World tại Phú Quốc. Hiệp thi đấu cuối cùng, 5 phút cuối cùng cho cả hai. Xuân Anh vẫn vậy, cố gắng áp sát và tạo ra được, chờ đợi cơ hội để tạo ra được lợi thế cho mình. Nếu cần đánh đứng thì rõ ràng là Xuân Anh cũng có thể thực hiện được. Vừa rồi là một cú hai kích, một cú hai kích không chính xác đến từ Nghiêm Văn Ý. Đá đẩy nữa đến từ Nghiêm Văn Ý. Nhiều hơn như mình đánh sở trường của mình trong bộ môn kickboxing. Nghiêm Văn Ý vẫn đang cho thấy sự cẩn trọng của mình. Cú low kick đầy sức nặng. Cú đá đẩy nữa đến từ Nghiêm Văn Ý và rõ ràng là bây giờ những miếng đánh sở trường của võ sĩ ở góc đài màu đỏ đang được thể hiện. Về việc sàn thi đấu rất trơn thì hạn chế đi rất nhiều những đòn thế bằng chân đến từ Nghiêm Văn Ý. Cố gắng áp sát đến từ Xuân Anh nhưng đã không thành công.
Cố gắng tạo ra những cú low kick, những cú low kick của Nhâm Văn Ý mang đầy những sức nặng. Tuy nhiên trong một tình huống cố gắng tạo ra một cú low kick nữa thì anh đã bị trượt chân. Với điều kiện sàn đấu được tổ chức ngoài trời và gần bờ biển thì những làn gió từ biển vào sẽ khiến cho những làn gió có muối sẽ khiến cho sàn đấu rất trơn. Mặc dù ban tổ chức đã lau rất nhiều sàn đấu nhưng sàn đấu vẫn đang rất trơn. Cú đấm bằng tay trái chính xác đến từ Xuân Anh, cố gắng áp sát. Cú đấm vòng bằng tay phải chính xác đến từ Xuân Anh. Còn hơn 2 phút nữa là hiệp thi đấu thứ 5 sẽ kết thúc. Và rõ ràng là sau những đòn thế của mình, võ sĩ chủ động tấn công hơn, ra nhiều đòn thế hơn và tỷ lệ trúng đích cũng cao hơn. Rõ ràng là Nghiêm Văn Ý đang có được lợi thế nhất định nếu như trận đấu này phải kết thúc bằng việc tính điểm của 3 vị trọng tài. Xuân Anh vẫn đang cố gắng để áp sát. Xuân Anh vẫn chưa tung ra những miếng đánh của mình. Vẫn đang chờ đợi cơ hội. Quá thời gian quy định mà các võ sĩ của chúng ta không đưa ra những đòn thế. Đó là một cú đá chính xác đến từ Nghiêm Văn Ý. Những cú đá sở trường của bộ môn kickboxing. Cú đá ngang vừa rồi là những miếng đánh có thể thực hiện được, là một giải pháp hợp lý trong tình huống sàn thi đấu đang rất trơn. Những cú high kick hoặc head kick sẽ tạo ra lợi thế không nhỏ cho Xuân Anh khi mà sàn đấu rất trơn. Thời gian không còn nhiều. Cả hai võ sĩ của chúng ta đang nhận được rất nhiều những chỉ dẫn đến từ các vị huấn luyện viên. Tuy nhiên không ai có thể mạo hiểm khi mà đối thủ của chúng ta. Đó là một tình huống mà những cú đá ngang đã khiến cho Nhâm Văn Ý đã bị mất trụ. 10 giây cuối cùng của hiệp thi đấu cuối cùng. Kết thúc trận đấu chung kết ở hạng cân 65kg nam đã kết thúc và sự tự tin đang được thể hiện bởi Nghiêm Văn Ý. Rõ ràng anh cũng nhận thấy lợi thế của mình, một sự lợi thế không nhỏ sau những tình huống tấn công ở trong cả 5 hiệp thi đấu đã qua. Và rõ ràng nếu như tính điểm thì võ sĩ ở đài màu đỏ là người chiếm được ưu thế. Và bây giờ chúng ta cùng chờ đợi trong ít phút để đến với phần chấm điểm của 3 vị trọng tài. Thưa tất cả quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã vừa chứng kiến cả 5 hiệp đấu của trận chung kết thứ 5. Trước tiên chúng tôi muốn mời tất cả quý vị hãy dành một tràng hoan thật lớn dành cho hai võ sĩ của chúng ta được không ạ? Họ đã cống hiến cho chúng ta 5 hiệp đấu vô cùng mãn nhãn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần kết quả. Trọng tài 1, 49, 46, đỏ thắng. Trọng tài 2, 49, 46, đỏ thắng. Trọng tài 3, 49, 40, đỏ thắng. Và chung cuộc, chúc mừng gấp đầy đỏ Nghiêm Văn Ý. Và chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để cùng cảm ơn chặng đường của Trịnh Xuân Anh đã đến với trận chung kết đêm nay. Võ sĩ Trịnh Xuân Anh sẽ nhận được tiền thưởng 40 triệu đồng từ Lion Championship 2022.
Và sau đây chúng tôi xin mời lên sân khấu ông Nguyễn Tuấn Cường, Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam, và ông Dương Trung Quốc, nguyên đại biểu Quốc hội, sẽ cùng lên lồng bát giác để trao đài và trao thưởng cho võ sĩ đã giành vô địch ở hạng cân 65kg dành cho nam. Đài vô địch Lion Championship và tiền thưởng 200 triệu đồng. Một lần nữa, hãy cùng hô vang Nghiêm Văn Ý.